Chào cả nhà, hôm nay thì kênh TV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái thông tin cái kết quả trận đấu giữa đội U16 Úc gặp đội U16 chủ nhà Indonesia trong khuôn khổ là vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024 vừa mới kết thúc, và U16 Úc đã thể hiện được cái đẳng cấp của mình khi mà có được một cái chiến thắng rất là hoành tráng 5-3 trước đội chủ nhà U16 Indonesia, qua đó hiên ngang bước vào cái trận chung kết gặp lại đối thủ ở vòng bảng của mình, đó chính là U16 Thái Lan ở trận chung kết. Như vậy thì Indonesia họ đã thua trận này, cho nên là họ sẽ gặp đội U16 Việt Nam tại trận tranh hạng 3, vì U16 Việt Nam chúng ta trước đó thì cũng đã thua U16 Thái Lan với tỷ số là 2-1 nha quý vị. Cái trận tranh hạng 3 này là một cái trận rất là đáng xem khi mà chúng ta cùng đo với lại là U16 Indonesia về cái mức độ đào tạo trẻ như thế nào. Đấy, thì nói chung là tất cả các trận đấu giữa Indonesia gặp Việt Nam cũng như Việt Nam gặp Thái Lan và ngược lại thì đều là hấp dẫn hết, cho dù là cái trận đó là trận tranh hạng 3 hay là trận đó là trận vòng bảng hay là một cái trận giao hữu cũng thế thôi. Mỗi lần mà gặp kình địch thì nói chung là chúng ta cũng rất là đáng xem những cái trận đấu như vậy nha quý vị. Và bây giờ là cái thông tin về cái trận thua của Indonesia trước đội U16 Úc quá mạnh như thế này. U16 Indonesia để thua 3 năm trước U16 Úc ở trận bán kết 2 của giải U16 Đông Nam Á 2024. U16 Indonesia đã khiến tất cả phải bất ngờ khi mở tỷ số trước Úc ở trận bán kết U16 Đông Nam Á từ rất là sớm. Từ đường tạt bóng của đồng đội thì John Lee đã có pha di chuyển thông minh ra phía sau hàng phòng ngự của đội tuyển U16 Úc trước khi đánh đầu ghi bàn ngay ở phút thứ tư. Sau bàn thua sốc thì U16 Úc nhanh chóng sốc lại tinh thần để tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút thứ 22 thì Anlani Tatu có một cái cú sút phạt cực đẹp mắt trong vòng 16m50 để gỡ hòa một điều cho U16 Úc. Thủ môn của Indonesia dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể nào cái cản phá được cái pha bóng đó nha quý vị. Một pha bóng rất là đẹp mắt, một cái pha bóng xuất phạt cực kỳ đẹp mắt của Tatu. Bước ngoặt đến phút thứ 28 khi U16 Úc chỉ còn U16 Indonesia chỉ còn chơi với 10 người vì hậu vệ Raihan nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Nói chung là trọng tài bắt cái tình huống hai cái thẻ vàng của cái cầu thủ này rất là đúng nha quý vị. Cho dù là cái sân của Indonesia thì cũng không có bên được, và trận đấu này là trận đấu có qua, cho nên là những cái pha phạm lỗi là nhìn là biết liền. Ở phút cuối của hiệp 1 diễn ra là rất là hấp dẫn khi U16 Úc và U16 Indonesia ghi liên tiếp hai bàn thắng để bước vào giờ nghỉ với tỷ số là 2-2. Tuy sang hiệp 2 tuy nhiên là sang hiệp 2 thì U16 Indonesia không thể chống đỡ trước cái sức ép của U16 Úc khi chỉ còn có 10 người. Sau nhiều nỗ lực tấn công thì Tatu lại ghi một bàn nữa tỏa sáng với lại là bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 65. Sau đó thì U16 Indonesia để cao đội hình để tìm bàn gỡ và để lộ nhiều khoảng trống. Kết cục U16 Úc dễ dàng ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Những cái nỗ lực cuối cùng cũng chỉ giúp U16 Indonesia có được cái bàn rút ngắn và chấp nhận thua 3 năm. Indonesia sẽ xuống chơi trận tranh hạng 3 với lại là đối thủ đầy duyên nợ, đó chính là U16 Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó thì U16 Úc sẽ chạm trán lại cái đối thủ quen thuộc của họ ở vòng bảng C, đó chính là U16 Thái Lan trong trận chung kết U16 Đông Nam Á 2024. Hai trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 7, và đây là cái lịch xem hai trận đấu đó. Cái lịch xem trận tranh hạng 3 thì là vào lúc 15 giờ, còn trận chung kết sẽ diễn ra vào 19:30. Trận hạng 3 là giữa U16 Việt Nam và Indonesia, còn trận chung kết sẽ diễn ra vào 19:30 giữa Thái Lan và đội tuyển U16 Úc. Hai trận đấu này sẽ diễn ra cùng một ngày, đó chính là ngày 3 tháng 7 nha quý vị. Nói chung thì chúng ta hồi chiều chúng ta đã để thua U16 Thái Lan một cách rất là đáng tiếc khi mà chúng ta đã có một cái pha gọi là pha bóng dẫn trước, nhưng mà cuối cùng mà chúng ta đã để lộ rất là nhiều cái điểm yếu và chúng ta đã để thua ngược một cách rất là đáng tiếc cái trận đấu, và để thua trong những cái phút bù giờ nữa chứ. Rồi bây giờ mình xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái giải đấu này nha quý vị. Cổ động viên Đông Nam Á thốt lên một điều khi Việt Nam đối đầu với Indonesia. U16 Indonesia thua Úc và sẽ gặp U16 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 của giải U16 Đông Nam Á 2024. U16 Úc bước vào trận bán kết gặp Úc với khí thế rất là lớn, tận dụng được lợi thế sân nhà. Indonesia đã mở được cái tỷ số ngay phút thứ tư, phải hơn 15 phút sau thì U16 Úc mới có được bàn gỡ một điều. Lợi thế dẫn đến đội khách Indonesia chơi thiếu người ở phút thứ 36. Đến thời gian bù giờ của hiệp 1 thì U16 Úc và U16 Indonesia thi nhau ghi thêm hai bàn thắng và kết thúc hiệp 1 là 2-2. Sang hiệp 2 thì tỷ số là 5-3 nghiêng về Úc,
và rất là nhiều cái cổ động viên họ đã có những chia sẻ như sau. Một cổ động viên có tên là Vio Putra của Indonesia rất muốn gặp U16 Việt Nam, và họ cũng nói chung là họ cũng không có đặt nặng cái thành tích là vô địch hay không, và gặp đội U16 Việt Nam là họ cũng rất là quan tâm như các cổ động viên Việt Nam mình gì đó. Thì hồi chiều khi mà mình làm xong tin tức thì có rất nhiều cổ động viên họ hỏi là Việt Nam của chúng ta có đá trận tranh hạng ba hay không. Như vậy là chứng tỏ quý vị và các bạn rất là thương các cầu thủ U16 Việt Nam ha. Cho nên là cho dù là chúng ta thua ở trận bán kết nhưng mà quý vị và các bạn cũng rất là muốn coi cái trận đấu tranh hạng ba, coi các cầu thủ có tiến bộ hay không, và đặc biệt là gặp Indonesia nữa. Và cái tài khoản của cổ động viên này chia sẻ như sau: chỉ có 10 người nhưng U16 Indonesia đã làm khó được Úc. Hãy tưởng tượng nếu mà chúng ta đã gặp U16 Việt Nam thì chắc chắn chúng ta là sẽ là một cái có được một cái chiến thắng dễ cực dễ dàng. Như vậy là họ đang còn khi dễ U16 Việt Nam chưa chắc đâu nha. Nói chung là bóng chưa lăn thì chưa biết. Thì nói chung là nhìn thấy là Indonesia họ thi đấu có nét hơn, họ thi đấu có tốc độ và họ thi đấu có nhiệt huyết hơn chúng ta rất là nhiều đấy. Đó. Cho dù họ đã thua tới 3 bàn rồi nhưng mà họ thi đấu hết mình luôn tới cái phút cuối cùng luôn. Một cái tài khoản khác đó có tên là Vanna EB cũng dành rất là nhiều lời khen cho U16 Indonesia như thế này: tôi phải thừa nhận rằng nó hay chả kém gì trận chung kết World Cup cả. Tôi đã nín thở để xem những pha cứu thua của thủ môn Indonesia trong trận đấu. Cố lên Indonesia, khi 10 đấu với lại là 11 người dường như không phải là vấn đề. Gửi lời cổ vũ tới các cái cầu thủ từ Campuchia. Đó. Rồi tiếp theo nữa, một cổ động viên Thái Lan lại chỉ trích lối đá có phần quá quyết liệt, quá mức của U16 Indonesia như sau: tôi thấy rằng Indonesia đá giải đấu nào cũng phải nhận ít nhất một thẻ đỏ. Vậy mà họ nói rằng Thái Lan hay Việt Nam đá tiêu cực. Tôi không thấy giống ở chút nào cả. Cổ động viên Thái Lan này thì bảo vệ cho Thái Lan và Việt Nam, mà thật sự mà Indonesia họ đá, nói chung là họ đá hỗn lắm quý vị, thật sự là như vậy. Nhưng mà với lại là chuyên gia đổ lỗi nữa, ví dụ như họ thua cái họ đổ lỗi trọng tài lạng vạng đưa hồi này, bây giờ trận đấu mới kết thúc tôi không biết họp báo hoặc là ngày mai là báo chí nó phanh phui để nó nói là do trọng tài này đuổi cầu thủ của họ rồi cướp đi chiến thắng của họ này nha. Mình coi nè, Indonesia là như vậy mà đó. Rồi thêm một cái tài khoản có tên là Afaja Hitafe đã đưa ra cái suy nghĩ rất là khá thú vị như sau: Indonesia đang cố tình thua trước Úc để xuống trận tranh hạng ba gặp U16 ở Việt Nam. Đây là một cái gọi là cái bình luận có phần động viên đối với là đội nhà ha. Thì đó chính là những cái chia sẻ mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả kênh mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn những cái trận đấu tiếp theo của U16 Việt Nam, cái trận đấu cuối cùng vào ngày 3 tháng 7 vào lúc 15 giờ. Chúng ta hãy cùng xem cái trận đấu đó và cổ vũ hết mình cho U16 Việt Nam. Nói chung là cổ động viên của họ cũng có cái dấu hiệu là họ họ không coi trọng mình đó, cho nên là mình cứ thi đấu hết mình thắng cái trận đó thì mình còn vui hơn thắng cái trận và trận chung kết nữa quý vị. Nếu chúng ta vào chung kết chúng ta gặp gặp Úc và chưa chắc chúng ta thắng, chúng ta thua hay chúng ta thắng thì chúng ta chưa vui bằng mà chúng ta gặp một cái đại kình địch như Indonesia mà chúng ta thắng thì tuyệt vời hơn nha cả nhà. Đấy thôi, đã không đến được trận chung kết rồi cũng đừng có buồn, miễn sao mà chúng ta có được cái trận đấu hay trước Indonesia là mừng rồi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha.